Mời quý vị thính giả lắng nghe tác phẩm Sách của bạn tôi của tác giả Anatole France. Phần 1. Sách của Pierre. 31 tháng chạp. Giữa quãng đường đời. Câu thơ ấy mà Dante mở đầu bài thánh ca thứ nhất của thần khúc trở lại tâm trí tôi. Tối nay có lẽ là lần thứ 100. Nhưng đây là lần đầu nó làm cho tôi xúc động. Thích thú biết bao, tôi thầm nhắc lại câu thơ ấy và tôi thấy nó nghiêm chỉnh và đầy ý nghĩa. Là bởi lần này tôi có thể áp dụng nó cho bản thân của tôi. Đến lượt mình, tôi ở vào thời điểm của Dante xưa kia khi mặt trời già nua đánh dấu năm đầu của thế kỷ 14. Tôi đang ở giữa quãng đường đời. Giả dụ con đường ấy đối với tất cả mọi người đều dài như nhau và đều đưa tới tuổi già. Trời ơi, tôi đã biết 20 năm trước rằng sẽ phải tới bước này. Tôi biết thế, nhưng tôi đã không cảm thấy thế. Lúc bấy giờ, tôi quan tâm tới quãng nửa đường đời như tới con đường đi Chicago. Giờ đây đã leo hết sườn núi, tôi ngoảnh đầu lại để nhìn bao quát cả khoảng không mà tôi đã băng qua nhanh chóng chừng nào. Và câu thơ của thi sĩ Thành Florent bỗng khiến tôi triền miên suy tưởng đến nỗi tôi sẵn lòng ngồi thâu đêm trước ngọn lửa để khêu dậy những bóng ma. Hỡi ôi, những người chết sao mà nhẹ vậy? Hồi tường thực là êm dịu, yên lặng ban đêm khêu gợi hồi tường. Tĩnh mịch ban đêm thuần hóa những hồn ma bản chất vốn rút rát, lẩn trốn và muốn có bóng tối với vắng vẻ để đến thì thầm cùng những bạn bè đương sống. Các rèm cửa sổ đã kéo, các màn cửa buông nếp nặng trên mặt thảm. Chỉ có một cánh cửa hé mở. Nơi kia, phía mắt tôi cứ tự nhiên quay lại. Ở đấy, thoát ra một ánh sáng mờ xanh nhạt. Từ đấy đưa lại những hơi thở đều và êm. Mà chính tôi cũng khó phân biệt được hơi thở của mẹ với của các con. Ngủ đi, những người yêu dấu, ngủ đi. Bên bếp lửa tàn, tôi mơ màng và tưởng tượng cái nhà gia đình này với căn phòng trong đó rung rinh mở sáng ngọn đèn khuya. Và từ đó thoát ra những hơi thở trong trẻo kia là một quán trọ lẻ loi trên con đường cái lớn mà tôi đã đi tới nửa chừng. Ngủ đi, những người yêu dấu, ngày mai ta lại lên đường. Ngày mai. Có một thời từ ngữ ấy đối với tôi chứa đựng cái điều huyền bí đẹp đẽ nhất. Đọc nó lên, tôi nhìn thấy những bộ mặt không quen và duyên dáng giơ ngón tay ra hiệu cho tôi và thì thào: lại đây. Bấy giờ tôi yêu cuộc sống biết bao. Tôi đặt vào nó lòng tin đẹp đẽ của một gã si tình. Và tôi không nghĩ rằng cuộc sống có thể trở thành nghiệt ngã với tôi, mặc dù nó vốn là tàn nhẫn. Tôi không oán trách nó. Nó đã không gây cho tôi những vết thương như đã gây cho bao người khác. Đôi khi ngẫu nhiên còn vuốt ve tôi nữa. Cái cô nàng đại thở ơ ấy, đánh đổi cái gì nó đã lấy đi hay từ chối tôi, nó đã cho tôi những kho báu mà đem so sánh thì tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là cho và khói. Dù sao mặc lòng, tôi đã hết trông mong. Và bây giờ tôi không thể nghe nói đến mai mà không có một cảm giác lo âu và buồn bã. Không, tôi không còn tin tưởng ở cô bạn cũ cuộc sống nữa. Nhưng tôi vẫn yêu đời. Chừng nào tôi nhìn thấy tia sáng thần diệu của cuộc sống lung linh trên ba vầng trán trong trắng, trên ba vầng trán yêu thương, tôi vẫn bảo đời là đẹp và tôi vẫn ca ngợi cuộc sống. Có những giờ phút mà cái gì cũng khiến tôi ngạc nhiên. Những giờ phút mà những sự vật đơn giản nhất cũng đem cho tôi cái rợn mình của điều huyền bí. Bởi thế, lúc này, tôi thấy hình như ký ức là một tư chất tuyệt diệu và cái năng khiếu tái hiện quá khứ cũng dễ làm ta kinh ngạc và còn quý hơn nhiều cái năng khiếu dự kiến tương lai. Kỷ niệm thực là một ân huệ. Đêm yên tĩnh, tôi đã vun các mẩu củi trong lò sưởi và nhóm lại lửa. Ngủ đi, những người yêu dấu, ngủ đi.
tôi viết hồi ức tuổi thơ, và đó là để tặng cả ba người yêu dấu. Những người tình đầu. Chương 1. Những quái vật. Những người bảo tôi rằng họ không nhớ tí gì về những năm đầu tuổi thơ của mình đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Về phần tôi còn giữ những ký ức tươi sáng về cái thời tôi còn là một chú bé rất nhỏ. Thực ra, đó là những hình bóng lẻ loi. Song chính vì thế mà nó lại càng nổi bật lên trên một cái nền tối mờ và bí hiểm. Mặc dầu tới khá xa tuổi già, những ký ức yêu dấu đó hình như đến với tôi từ một quá khứ vô cùng sâu thẳm. Tôi hình dung thế giới bấy giờ đương ở độ mới mẻ, rạng rỡ và bao phủ toàn màu sắc tươi mát. Nếu là một kẻ man di, tôi sẽ tin rằng thế giới cũng trẻ. Hay, tùy ý bạn, cũng già như tôi vậy. Song không may, tôi không phải là một kẻ man di. Tôi đã đọc nhiều sách về thời thái cổ của trái đất và nguồn gốc muôn loài. Và tôi buồn rầu so sánh cuộc đời ngắn ngủi của cá nhân với sự tồn tại dài lâu của các chủng tộc. Cho nên tôi biết chẳng lâu lắm đâu. Tôi có một chiếc giường thành trong một căn buồng lớn của một ngôi nhà cổ rất cũ nát. Ngôi nhà ấy đã bị phá để nhường chỗ cho những tòa nhà mới của trường mỹ thuật. Chính ở nơi đây, cha tôi đã sống. Cha tôi là một thầy thuốc bình thường và rất thích sưu tập các vật lạ thiên nhiên. Ai bảo trẻ con không có trí nhớ? Bây giờ tôi còn nhìn thấy căn buồng ấy với giấy bồi tường xanh lục vẽ hoa lá và một bức tranh khắc in rất đẹp, mô tả. Như về sau tôi được biết, nàng Virginie được chàng Paul bồng trên tay lội qua sông đen. Trong căn buồng ấy đã có những chuyện mạo hiểm phi thường xảy đến với tôi. Như tôi đã nói, ở đấy tôi có một chiếc giường thành nhỏ kê cả ngày ở trong một góc và mỗi tối được mẹ tôi kéo ra đặt ngay giữa buồng, hẳn là để cho tôi ở gần giường mẹ. Mà những tấm màn tre mông manh làm cho tôi vừa sợ hãi vừa thán phục. Bảo tôi đi ngủ là cả một việc khó khăn, phải van nài, phải khóc lóc, phải ôm ấp. Và đã hết chuyện đâu, tôi mặc áo lót thoát ra và tôi nhảy như một con thỏ. Mẹ đuổi bắt lại tôi dưới một cái gầm bàn để đặt tôi lên giường, thật là nhộn. Nhưng tôi cứ vừa nằm xuống là có ngay những nhân vật hoàn toàn xa lạ với gia đình bắt đầu đi diễu xung quanh tôi. Họ có những mũi mò cò, những bộ ria lởm chởm, những cái bụng nhọn hoắt và những cái cẳng như cẳng gà trống. Họ lộ nghiêng mặt với một mắt tròn giữa má và diễu hành, mang chổi, xiên nướng thịt, đàn guitar, ống tiêm và vài dụng cụ kỳ lạ. Xấu xí như họ thì đáng lẽ không nên lộ mặt, nhưng tôi phải thừa nhận một điều, họ lặng lẽ lướt đi dọc tường nhà và không một ai, cả đến chú bé nhất đi sau chót đeo một cái bễ thổi lửa ở sau lưng, cũng không bao giờ tiến một bước đến gần giường tôi. Rõ ràng là có một sức mạnh giữ họ trườn đi dọc theo tường mà không phô ra một bề dày đáng kể. Điều đó làm tôi vững dạ một chút. Và chăng tôi vẫn thức. Hẳn bạn cũng thấy, nằm cạnh đám người như vậy thì nhắm mắt sao được. Tôi mở mắt chân chân. Ấy thế mà, đó là một điều kỳ lạ khác. Tôi chợt lại thấy mình ở trong buồng đầy ánh nắng. Nhìn ra chỉ thấy có mẹ tôi mặc áo khoác hồng và không biết ban đêm với lũ quái vật đã biến đi đâu mất. Còn ngủ gì mà khiếp thế? Mẹ cười bảo tôi. Phải nói là tôi ngủ say thật. Hôm qua, dạo vơ vẩn trên các phố bờ sông, tôi trông thấy ở cửa hàng một người bán tranh khắc một quyển vở in những hình kỳ quái, bây giờ đã trở thành hiếm hoi. Trong đó Carlo, nhà họa sĩ xứ Loren đã trổ tài với mũi dao nhọn tế nhị và cứng rắn của ông. Hồi thơ ấu của tôi, một bà bán tranh in, mẹ Mignô ở cạnh nhà tôi đã phủ kín cả một bức tường. Và hàng ngày tôi nhìn tranh, khi đi chơi và lúc trở về. Mắt tôi được nuôi dưỡng
bằng những quái vật đó. Và khi nằm vào chiếc giường thành nhỏ của tôi lại nhìn thấy chúng mà không nhận ra chúng. Ôi, ảo thuật của Giacalo! Quyển vở nhỏ tôi lần dở đã đánh thức ở tôi cả một thế giới tan biến. Và tôi cảm thấy dâng lên trong tâm tưởng như một làn bụi thơm tho. Trong đó, những hình bóng yêu dấu đã trôi qua. VTC Now. Phần 1, chương 2, bà mặc đồ trắng. Hồi đó có hai bà ở cùng nhà với chúng tôi. Một bà toàn mặc đồ trắng, một bà toàn đồ đen. Xin đừng hỏi hai bà ấy còn trẻ không. Điều đó vượt quá sự hiểu biết của tôi. Nhưng tôi biết các bà ấy thơm tho và có đủ mọi cung cách tế nhị. Mẹ tôi rất bận và không thích giao thiệp với hàng xóm, nên không đến nhà hai bà. Nhưng tôi thì tôi đến luôn, nhất là vào giờ ăn quá trưa, vì bà mặc đồ đen thường cho tôi bánh ngọt. Vậy tôi cứ đến một mình. Phải đi qua sân, mẹ tôi đứng ở cửa sổ theo dõi tôi và gõ lên cửa kính khi nào tôi mải ngắm bác đánh xe chải lông cho mấy con ngựa. Tốn sức lắm mới leo lên được cái cầu thang lan can sắt, mà những bậc cao có phải làm cho đôi bắp chân nhỏ của tôi đâu. Nhưng công của tôi không uổng một khi tôi vào căn phòng các bà, vì trong đó có nghìn thứ làm cho tôi ngây ngất. Song không có cái gì bằng đôi phỗng sứ ngồi trên lò sưởi, hai bên đồng hồ quả lắc. Tự chúng rụt đầu và thè lưỡi. Người ta cho tôi biết chúng ở bên tàu sang, và tôi tự hứa sẽ đi tới đó. Cái khó là làm thế nào bảo chị Vũ em đưa tôi đến đấy. Tôi đã đinh ninh rằng nước tàu ở đằng sau Khải Hoàn Môn, nhưng tôi chưa bao giờ có cách gì tiến đến tận đó. Trong phòng các bà cũng có một cái thảm hoa, tôi thích thú lăn mình trên đó, và một tràng kỷ nhỏ êm và sâu mà tôi chơi khi làm tàu thủy, khi làm ngựa hay xe. Bà mặc đồ đen, hơi béo thì phải, rất hiền và không bao giờ mắng tôi. Bà mặc đồ trắng, tính hay sốt ruột và cộc cằn, nhưng bà cười mới xinh chứ. Cả ba chúng tôi sống hòa thuận với nhau, và tôi đã dàn xếp trong óc rằng bao giờ cũng sẽ chỉ có tôi được vào phòng phỗng sứ mà thôi. Bà mặc đồ trắng mà tôi báo cho biết quyết định ấy, xem chừng hơi có vẻ giễu cợt tôi. Nhưng tôi nài nỉ và bà ấy hứa tất cả những gì tôi muốn. Bà ấy hứa như vậy. Thế mà một hôm, tôi thấy một ông ngồi vào tràng kỷ của tôi, chân để trên thảm hoa của tôi, và nói chuyện với các bà, vẻ thỏa mãn. Hắn còn đưa cho các bà một bức thư, các bà đọc rồi trả lại. Tôi không thích thế, nên tôi đòi uống nước đường vì tôi khát, và cũng để cho người ta chú ý đến mình. Quả nhiên, ông kia nhìn tôi. Đây là một chú bé hàng xóm, bà mặc đồ đen nói. Mẹ chú ấy chỉ có một mình chú thôi, có phải thế chăng? Ông kia lấy lại. Đúng thế, bà mặc đồ trắng nói. Nhưng sao ông lại nghĩ điều đó? Vì chú có vẻ là một đứa con rất được nuông chiều, ông ấy lấy lại. Chú ấy thóc mách và tò mò. Bây giờ chú ấy đang mở mắt thao láo như hai cánh cổng xe. Ấy là để nhìn hắn cho kỹ. Tôi không muốn tự khoe, nhưng tôi rất hiểu. Sau câu chuyện rằng bà mặc đồ trắng có một ông chồng chức tước gì đó ở một nước xa xôi, rằng ông khách đem đến một bức thư của người chồng ấy. Người ta cảm ơn sự giúp đỡ của ông, và người ta chúc mừng ông đã được bổ nhiệm bí thư. Các chuyện đó không làm cho tôi hài lòng, và khi ra về, tôi không chịu hôn bà mặc đồ trắng để phạt bà ta. Bữa tối hôm đó, tôi hỏi cha tôi xem bí thư là cái gì.
cha tôi không trả lời. Và mẹ tôi bảo đó là một cái bàn gỗ nhỏ để xếp giấy tờ. Hiểu thế được không? Tôi được bế đi ngủ và các quái vật có mắt ở giữa má diễu hành xung quanh giường của tôi. Mặt nhăn nhó hơn bao giờ hết. Nếu bạn tưởng hôm sau tôi nghĩ đến cái ông thấy ở nhà bà mặc đồ trắng thì bạn lầm to, vì tôi đã quên khuấy hắn. Và chỉ tùy ở hắn mà sẽ được xóa đi vĩnh viễn khỏi trí nhớ tôi. Nhưng hắn cả gan lại dẫn thân đến nhà hai bà bạn tôi. Tôi không biết là 10 hay 15 ngày sau cuộc đến thăm đầu tiên của hắn. Ngày nay tôi thiên về ý nghĩ cho là 10 ngày. Cái ông ấy chiếm chỗ của tôi như thế, thật đến lạ. Lần này thì tôi ngắm nghía hắn và chẳng thấy hắn có vẻ gì dễ thương. Hắn có đầu tóc rất bóng, ria mép đen, ria má đen, cằm cạo nhẵn, xẻ ở giữa. Mình thon nhỏ, áo quần bảnh bao và trông hắn có vẻ rất thỏa mãn. Hắn nói đến văn phòng bộ trưởng ngoại giao, về các vở kịch, các thời thượng và sách mới, về các dạ hội và buổi khiêu vũ. Ở đó hắn đã hoài công tìm các bà này. Vậy mà các bà lắng nghe hắn. Như thế mà cũng là chuyện trò à? Sao hắn không thể nói như bà mặc đồ đen nói với tôi, đến xứ sở của những núi bằng kẹo đường và sông bằng nước chanh? Khi hắn đi rồi, bà mặc đồ đen cho hắn là một thanh niên có duyên. Tôi thì bảo hắn ta già và xấu xí. Cái đó khiến bà mặc đồ trắng cười phá lên. Mà có gì đáng cười đâu nhỉ? Nhưng thế đó, bà ta cười vì điều tôi bảo, hoặc bà chẳng nghe tôi nói. Bà mặc đồ trắng có hai tính xấu ấy, không kể một tính xấu thứ ba làm tôi thất vọng, là khóc, khóc, khóc. Mẹ bảo người lớn không bao giờ khóc. À, là mẹ đã không nhìn thấy, như tôi, bà mặc đồ trắng, đổ nghiêng người trên ghế bành. Một lá thư mở trên đầu gối, đầu ngửa ra và khăn tay để trên mắt. Lá thư ấy, ngày nay tôi sẽ cuộc rằng đó là một bức thư nạc danh, làm khổ bà lắm. Thật tai hại, vì bà thường cười vui thế. Hai cuộc đến thăm ấy khiến tôi nảy ra ý định xin cưới bà ta. Bà bảo bà có một ông chồng lớn ở tàu, bà sẽ có một ông chồng nhỏ ở phố bờ sông Malacca. Thế là thu xếp xong, và bà cho tôi một chiếc bánh ngọt. Nhưng cái ông ria má đen thường trở lại luôn. Một hôm khi bà mặc đồ trắng kể chuyện, bà sẽ cho đem từ bên tàu về cho tôi những con cá xanh lam với một chiếc cần để câu những con cá ấy, thì hắn cho vào báo hắn đến và được tiếp. Xem cái kiểu chúng tôi nhìn nhau thì rõ là chúng tôi không ưa nhau. Bà mặc đồ trắng bảo hắn rằng cô bà muốn nói bà mặc đồ đen đi mua gì đó ở hai ông phỗng. Tôi nhìn hai ông phỗng trên lò sưởi và không nghĩ được phải đi đâu mua gì cho họ. Nhưng ngày nào cũng có những chuyện rất là khó hiểu. Ông kia không có vẻ buồn chút nào vì sự vắng mặt của bà mặc đồ đen. Và hắn bảo bà mặc đồ trắng rằng hắn muốn nói chuyện đứng đắn với bà. Bà ngồi đỏm dáng trên tràng kỳ nhỏ và ra hiệu là bà nghe hắn. Nhưng hắn nhìn tôi và có vẻ lúng túng. Chú bé này ngoan lắm. Sau cùng hắn vừa nói vừa đưa tay xoa đầu tôi. Nhưng... chồng nhỏ của tôi đấy, bà mặc đồ trắng nói. Này, ông kia lấy lại. Thế bà không thể trả chú về cho mẹ chú ư? Điều tôi sẽ nói với bà chỉ có bà nghe được thôi. Bà nhượng bộ hắn. Báu ơi, bà bảo tôi, báu sang chơi bên buồng ăn và chỉ khi nào tôi gọi báu hãy trở lại nhé. Đi, báu nhé. Tôi sang đấy, lòng nặng trĩu. Tuy nhiên nhìn cảnh buồng ăn rất kỳ thú, vì trong buồng có chiếc đồng hồ, mặt là một bức tranh vẽ một ngọn núi ở bờ biển và một nhà thờ nổi bật dưới một bầu trời xanh biếc. Lúc chuông báo giờ, chiếc tàu thủy bập bềnh trên mặt sóng. Chiếc đầu tàu kéo các toa ra khỏi một đường hầm và chiếc khí cầu bay lên cao.
Song khi lòng buồn thì chẳng gì làm vui được. Và chăng mặt đồng hồ lại nằm im. Hình như đầu tàu, tàu thủy và khí cầu chỉ khởi hành mỗi giờ một lần. Và một giờ thật là lâu. Ít nhất lâu vào lúc ấy. May thay, chị làm bếp tìm một cái gì ở tủ buffet và thấy tôi buồn thiu, cho tôi mứt quả, xoa dịu những buồn phiền trong lòng tôi. Nhưng khi hết mứt rồi, tôi lại buồn như trước. Mặc dầu chuông đồng hồ chưa đánh, tôi tưởng tượng hàng giờ và hàng giờ đã chồng chất lên nỗi cô đơn buồn bã của tôi. Từng lúc, tôi nghe từ buồng bên một vài tiếng nói to của ông kia. Hắn van nài bà mặc đồ trắng, rồi hình như hắn nổi giận với bà. Cho đáng kiếp, nhưng họ sẽ không bao giờ chấm dứt chuyện trò à. Tôi dán mũi vào kính cửa, tôi rút các sợi cứng ở ghế dựa, tôi khoét rộng các lỗ ở giấy bồi tường, tôi bứt diềm của các màn tre. Nào tôi biết gì nữa? Chán trường là một điều ghê gớm. Sau cùng, không chịu được nữa, tôi lặng lẽ tiến đến cửa vào buồng các ông phỗng và vươn cánh tay lên để với tới hai quả nắm cửa. Tôi biết rõ là tôi đang có một hành động thô bạo và xấu xa. Nhưng ngay điều đó cũng làm cho tôi có một chút gì như hiếu danh. Tôi mở cửa và thấy bà mặc đồ trắng đang đứng tựa lưng vào lò sưởi. Ông kia quỳ dưới chân bà, dang rộng hai tay như để ôm lấy bà. Mặt hắn đỏ hơn màu gà trống, mắt hắn lồi ra. Người ta lại có thể đến tình trạng thế ư? Thôi đi, ông! Bà mặc đồ trắng nói, mặt đỏ hồng hơn bao giờ hết và tỏ ra hết sức xúc động. Xin ông thôi đi, vì ông bảo rằng ông yêu tôi. Thôi đi, để tôi khỏi phải hối tiếc. Bà có vẻ sợ hắn và đã kiệt sức. Hắn vội đứng dậy khi trông thấy tôi, và tôi tin hắn thoáng có ý nghĩ quẳng tôi qua cửa sổ. Nhưng bà áo trắng, đáng lẽ mắng mỏ như tôi chờ đợi, lại ôm ghì tôi vào lòng mà gọi tôi là người yêu của bà. Bế tôi lên trường kỷ rồi, bà khóc hồi lâu, rất êm ái bên má tôi. Chỉ có hai chúng tôi thôi. Để an ủi bà, tôi bảo rằng ông ria má đen là một người xấu, và nếu bà cứ ở một mình với tôi như đã thỏa thuận thì bà sẽ chẳng có chuyện buồn. Nhưng có ăn thua gì đâu, tôi thấy người lớn đôi khi thật buồn cười. Chúng tôi chưa hoàn hồn thì bà mặc đồ đen bước vào với những gói bọc. Bà hỏi có ai đến không? Ông Anon đến. Bà mặc đồ trắng thản nhiên đáp. Nhưng ông ấy chỉ ở lại có một tí. Tôi biết đó là một lời nói dối, song vị phúc thần của bà mặc đồ trắng hẳn là đi với tôi từ nãy đến giờ, đã đặt ngón tay vô hình lên miệng tôi. Tôi đã không gặp lại ông Anon và cuộc tình duyên của tôi với bà mặc đồ trắng không bị quấy rầy nữa. Hẳn là vì thế nên tôi đã không nhớ chuyện ấy. Cho đến hôm qua, nghĩa là sau hơn 30 năm, tôi còn không biết bà ta bây giờ ra sao. Hôm qua, tôi đến dự khiêu vũ ở nhà ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tôi cũng nghĩ như ông Palmerston, nếu không có những thú vui thì cuộc sống còn dễ chịu. Công việc hàng ngày của tôi không vượt quá sức lực cũng như quá trí tuệ của tôi. Và tôi thấy thích thú. Chính những cuộc tiếp khách long trọng làm tôi mệt lử. Tôi biết đến khiêu vũ nhà ông Bộ trưởng sẽ chán ngấy và vô ích. Tôi biết thế mà tôi cứ đến. Vì bản chất con người là suy nghĩ khôn và hành động dại. Tôi vừa bước vào phòng khách lớn thì nghe người ta giới thiệu đại sứ và phu nhân. Tôi đã nhiều lần gặp ông đại sứ. Có nét mặt thanh tú, mang dấu vết những mệt mỏi. Không phải tất cả đều do công việc ngoại giao. Người ta nói rằng hồi tuổi thanh xuân, ông đại sứ có nhiều cuộc tình duyên. Và trong những cuộc họp mặt của bọn đàn ông với nhau, người ta vẫn bàn tán về những cuộc trăng gió của ông ta. Thời gian ông ở bên tàu 30 năm trước thì đặc biệt phong phú về những chuyện mà người ta ưa đóng kín cửa với nhau trong khi uống cà phê. Bà vợ mà tôi không có hân hạnh được quen
xem chừng đã quá 50. Bà mặc toàn đồ đen, những đăng ten rất đẹp, bao phủ rất khéo, sắc đẹp đã qua của bà. Nhưng như vẫn còn phảng phất, tôi sung sướng được giới thiệu với bà. Và tôi vô cùng ưa thích nói chuyện với phụ nữ có tuổi. Chúng tôi nói nghìn chuyện, trong tiếng vĩ cầm đưa đầy các phụ nữ trẻ khiêu vũ. Và quẩn quanh ngẫu nhiên, bà nói với tôi đến hồi bà ở một tòa nhà cổ, phố bờ sông Malacca. Bà là bà mặc đồ trắng, tôi kêu lên. Quả thế thật thưa ông, bà bảo tôi. Hồi bấy giờ tôi luôn luôn mặc đồ trắng. Còn tôi, thưa bà, tôi đã là chồng nhỏ của bà. Sao, thưa ông là con của bác sĩ Nodier ưu tú đó ư? Ngày trước ông thích bánh ngọt lắm, ông còn thích không? Vậy mời ông đến chơi ở nhà chúng tôi. Thứ bảy nào chúng tôi cũng có một tiệc trà nhỏ thân mật. Chúng ta gặp lại nhau, hay thật. Thế còn bà mặc đồ đen? Bây giờ tôi là bà mặc đồ đen. Bà cô tội nghiệp của tôi mất năm xảy ra chiến tranh. Trong những năm cuối đời bà thường nhắc đến ông. Trong khi chúng tôi trò chuyện như vậy, một ông ria mép và ria má bạc trắng kính cẩn chào bà đại sứ với tất cả điệu bộ duyên dáng, khệnh khạng của một lão già đòm trai. Hình như tôi nhận ra cái cằm của ông ta. Ông Anun, bà đại sứ bảo tôi, một ông bạn già. VTC Now.